cực kỳ giỏi ta. Lúc kia ngồi yên để bố làm việc đấy. Ờ, bố làm việc mà bố giòn có lẽ bố giòn tủ lạnh này, bố giòn tủ lạnh cũng sạch sẽ này, bố bỏ đồ ăn này. Hello everyone, bây giờ thì mình đã dọn dẹp nhà cửa và đặc biệt là mình lau dọn lại cái phần tủ lạnh này cho thật sạch sẽ để mai để thức ăn nha. Rocky lúc này mới đi đại tiện nên mình mới thay tả cho Rocky và tắm cho Rocky đó mọi người. Bây giờ để cho Rocky khỏa thân như vậy luôn nha. Tí mặt tả lại rồi đi ngủ. Lau dọn nha, cửa cho sạch sẽ để đón mấy kỳ Rosie và mấy kỳ Ricky. Thôi có ngồi đó, đứng không xuống đây. Đừng xuống đấy nha, đừng xuống đấy mà bực nha. Có ngồi trên này mới tắm xong rồi. Ngồi trên này nha. Ngồi trên này xem bộ lau dọn tủ lạnh nha chứ. Còn đừng có xuống đấy mà bực nha. Ngồi trên này thôi, ngồi trên này đợi bộ thôi. Thôi, ăn rau à? Rồi lại rau ăn đi. Thôi, đừng có phá nè con ơi. Ăn đi, ăn rau thì ăn đi chứ đừng có phá. Đây salad này. Này, ăn ngon. Thôi, lên đây ngồi. Lên ngồi nha. Ngồi ngoan trên này đi, ngồi ngoan trên này. Cho bố lau dọn cái tủ lạnh xong rồi bố phát sữa uống và đi ngủ, thầy tạm đi ngủ nha. Ngồi đây nha. Chà là leo trời ơi. Leo ghê chưa? Họ thân vậy cho mạc nha. Thank you.
Okay, good. Okay, giỏi. Đập kia của bộ rất là ngoan, đập kia good. Đập kia của bộ bên này là đúng rồi đấy.
Chỗ nhà cho sạch để mai đó là chị Rosy, anh Ricky. Thật là may mắn khi mà thấy được một cái căn nhà rất là thoáng mát và rất là đẹp nha mọi người. Có lẽ đây cả biệt thì có lẽ sẽ thích sống ở đây lắm. Cuối cùng thì bố Tĩnh và cả biệt thì cũng có một ngôi nhà riêng nữa nha. Một cái nhà mà có thể thoải mái vui chơi, đùa nghịch mà không sợ bất cứ một người nào cả. Cho con một cái rau pina nha. Đây. Cho con một cái rau pina nha. Rau pina đấy. Cầm mắng này, cầm chơi nha, rau pina của con đó.
Mày có lúc kia ơi. Thật quá. Lúc kia là xỉn nhích nha, lúc kia thì có ngồi chơi thôi. Rồi, chia sẻ rồi. Con xuống đây ngồi nha. Xuống đây ngồi để bỏ đồ ăn đã. Bỏ đồ ăn bao tủ lạnh đã. Lúc kia giỏi mà đúng không? Lúc kia giỏi. Này, lúc kia. Ngồi đây. Hôm nay để bố bỏ đồ ăn vào đã, rồi bố bông con nha. Lúc kia giỏi mà, lúc kia good mà. Đúng rồi, lúc kia good. Lúc kia của bố good. Ngồi đây nha, bỏ đồ ăn vào đã. Đấy. Thank you.
tệ. Rồi, đợi bố xíu nữa nha, bố dọn dẹp chỗ này cho sạch đã. Để bố cho con đi uống sữa. Rau nè, rồi bộ giòn này nha con ơi, chơi bộ xịn thôi, gương sống rồi. Rồi, chào, giờ đi uống sữa nha. Ừ, ngủ hả? Ngủ chưa? Ngoan mà, lúc kia ngoan mà đúng không? Bố làm việc là bố phải bỏ con xuống nha. Các con bảo bố như vậy là con, bố làm việc cũng được ấy. Ha, lúc kia ngoan mà, đúng không? Đi uống sữa nha. Goodbye everyone này, lúc kia goodbye này. Lucky goodbye everyone. Lucky thank you everyone. Lucky the dry meal. Lucky bây giờ phải đi uống sữa. Lucky có vẻ là đang rất là buồn ngủ đấy mọi người. Bây giờ mình sẽ cho Lucky đi uống sữa và sau đó là đưa Lucky đi ngủ nha. Ngày mai là được gặp chị Rosie và anh Ricky rồi nha. Goodbye. Goodbye. Bố đi pha sữa nhá. Ngồi đó đấy, bố đi pha sữa.